cho của công ty đào tạo phát triển tài năng nghiệp HKT và học hành dạy các trường trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Vâng, ba bé này chính là những và cũng huy chương bạc huy chương đồng. Và hôm nay thực sự cả đêm cống hiến vô cùng
cho sắc của cây kiếp cáp.